Trong chuỗi hoạt động thăm một số địa phương nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, chiều nay, ngày 24 tháng 7, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết xúc động bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với hy sinh lớn lao của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng và các thương binh, bệnh binh tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tri ân sự chia sẻ giúp đỡ của nhân dân Thanh Hóa cho chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ, trong những năm chống Mỹ, Thanh Hóa thành lập tiểu đoàn đặc công Lam Sơn và cử nhiều cán bộ dân chính đảng tăng cường cho Quảng Nam Đà Nẵng và đã cùng quân và dân Quảng Nam Đà Nẵng lập nhiều chiến công vang dội. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hơn 1.000 người con ưu tú của tỉnh Thanh Hóa vĩnh viễn nằm lại trên đất Quảng Nam Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cảm ơn những tình cảm quý báu mà lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dành cho các gia đình chính sách của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời bày tỏ ghi nhận những năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn sát cánh ủng hộ, giúp đỡ và kịp thời chia sẻ những khó khăn của các gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là tình cảm hết sức quý báu mà Thanh Hóa luôn ghi nhớ và trân trọng đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng. Dịp này, đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng cũng đã trao tặng 25 nhà tình nghĩa, 60 triệu đồng một nhà, cùng 50 sổ tiết kiệm, 20 triệu đồng một sổ, với tổng số tiền trị giá 2,5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân và chia sẻ phần nào những khó khăn vất vả trong cuộc sống của các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.